ngày xưa thì mong mọi người thông cảm. Thì tôi trình bày bài gì mà không thuộc đầu bài là từng đôi với chim bay đi nhỉ? Bài là bài thôi ta bỏ qua đi, ta cứ hát thôi. Ta bỏ qua rồi đây. Không cần nhạc mà tôi hát, con gái tôi là phải quay mặt xuống khán giả. Con gái tôi sẽ quay mặt. Đúng rồi. Quay toàn lưng. Tiếc là cả mẹ bà này không cần nhạc. Nếu mà nhạc nữa thì lại anh có đây chụp cái ảnh. À, ngày xưa tôi lại kể chuyện ngày xưa trước xong hãy hát. Tôi đi lúc bây giờ thì bố mẹ mất sớm, từ năm lên 6 lên 7 lên 8 tuổi gì đó. Thế thì ở nhà rất là khổ, thì muốn đi thoát khỏi cái cảnh làng quê về đi bắt cua. Rồi thì đi bắt tiếp về gian thì em ăn. Thế là tôi bảo cơ quan nào mà gọi thì ta ít tuổi ta vẫn cứ đi, 16 tuổi ta cứ khai lên là thành 17 tuổi. Có 38 mà cân thôi mà đi đến đâu người ta cũng bảo rằng là em chưa đủ cân. Tôi cứ khóc ở cái chỗ mà khám sức khỏe ấy. Thế là người ta tăng cho tôi lên 40 cân và lại tăng thêm cho tôi 1 tuổi. Thế là đến lúc là đoàn chèo Hà Tây về để tuyển thì tôi buộc cả cái dây thừng của con trâu. Mình ở nhà quê là mình biết con trâu rồi, thì buộc hai cái thừng xong rồi lấy cái cọc ở bụi tre đấy, chặt một đoạn đấy để buộc xong rồi cho vào cái bãi tha ma đấy. Mày cứ ở đấy để mày ăn, tao ở đi thi. Thì mặc cái áo thì rách vá, thế thì mặc cái quần thì lúc bây giờ nó gọi là phải non Nam Định, nó đã bạc phách rồi. Hàng năm thì anh mà phải nuôi 3-4 chị em thì cũng chỉ anh nuôi thì cũng chỉ là có cái quần là một năm mới may một lần ấy, thì nó rách cũng phải mặc. Thế là đi mạnh dạn đi lên, người ta gọi em nào này, em Dương Thị Huấn nhỉ. Tôi bảo à có ạ. Thế là tôi khẽ khẽ tôi để cái nón rách ở trước này, thế để tất cả của tôi để trước này. Người ta giải chiếu chung quanh đây thì toàn mấy nhà của người ta đã bảo em hát bài gì tôi cũng chẳng biết đầu đề. Thế là tôi lên tôi hát, mọi người thông cảm tôi nhé. Tôi hát mà chung quanh người ta giải chiếu lát đàn mới nhị ban giám khảo ở đấy. Thế để đàn mới nhị đấy tôi hát bài em xin là sinh yên đây. Thế thì đến cái chỗ mà tình trang thì đáng nhẽ ra cái chỗ ấy là phải để cho nhạc nó gõ, như tôi không hiểu thế nào tôi cũng tinh sau 70 năm anh dạy tôi mất rồi mới về quê. Thế bảo thế có phải Huấn hay không ạ? Bảo ư đúng rồi. Thế ở xã thì cái năm ý là người ta gọi có tao với mày đấy, sao lại mày lại không đi, mày đi đâu từ bấy nhiêu năm? Ồ thế à, lúc bây giờ á cứ cơ quan nào gọi là tôi sẽ đi. Thế là rồi bảo mình hát như thế mà đỗ đoàn chèo Hà Tây thì cũng phải nói là thế là quá giỏi. Này còn múa chứ bao nhiêu người ở xung quanh cứ múa đấy. Em sinh là sinh như cây lúa cứ hát ở cái đấy. Thế thì thôi nhỉ, câu chuyện ấy là tạm dừng ở đây, ta sẽ hát một bài. Tôi hát một bài nhá. Từng đôi chim bay đi, tiếng ca rộn ràng, cánh chim sao xuyên gió mùa xuân, gửi lời chim yêu thương tới miền làng quê lân, nhắn rằng ta ngày đêm ngóng nhau ước mơ những mùa xuân, mong rằng tương lai đường ta đi xây đời trong hoa thơm, có mùa xuân nào đẹp bằng khi tương lai đàn chim bay cùng ta cất cánh kia ánh sáng chân trời mới đây.
thương mùa đông và mây mù.